Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 32. Vả, con cháu Ruben cùng con cháu Gác có bầy súc vật rất nhiều. Thấy xứ Gia-ê-xe và xứ Ga-la-át là đất tiện hiệp nuôi bầy súc vật, bèn đến thưa cùng Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và các hội trưởng mà rằng: Atarot, Dibon, Gia-ê-xe, Nimra, Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô và Bê-ôn. Xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Israel là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có bầy súc vật. Lại tiếp rằng, nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh. Nhưng Môi-se đáp cùng con cháu Gác và con cháu Ru-bên rằng: Anh em các ngươi há sẽ đi trận, còn các ngươi ở lại đây sao? Sao các ngươi xuôi dân Israel trở lòng, không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã cho? Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy, khi ở từ Ca-đê-ba-nê-a, ta sai họ đi do thám xứ. Vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ê-côn, thấy xứ, rồi xuôi dân Israel trở lòng, không khứng vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng: Những người đi lên khỏi xứ Ai Cập từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, vì các người đó không theo ta cách trung thành, trừ ra Caleb con trai của Giê-phu-nê là người Kenit và Giô-suê con trai của Nun. Hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Israel. Ngài làm cho dân đó đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. Này, các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình là dòng dõi tội nhân, đặng gia thêm sức thạnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng Israel nữa. Vì, nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để dân này ở trong đồng vắng, và các ngươi làm cho dân chết sạch hết vậy. Nhưng các người đó đến gần Môi-se mà rằng: Tại đây, chúng tôi sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành cho con trẻ chúng tôi. Rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân Israel cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ. Còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố vì cớ dân bản xứ. Chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Israel chưa lãnh được sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Israel về bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên này sông Giô-đanh về phía đông. Môi-se đáp cùng các người rằng: Nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến khi nào đuổi quân nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài, và nếu chỉ trở về sau khi xứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Israel, các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất này sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn nếu không làm như vậy, này, các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Vậy, hãy cất thành cho con trẻ mình, cùng dựng chuồng cho bầy súc vật và làm điều các ngươi đã nói. Con cháu Gác và con cháu Ru-bên bèn nói cùng Môi-se rằng: Các tôi tớ ông sẽ làm điều mà Chúa tôi phán dặn. Con trẻ, vợ, bầy chiên và hết thảy súc vật chúng tôi sẽ ở đây trong những thành xứ Ga-la-át. Còn hết thảy tôi tớ ông sẽ cầm binh khí đi ngang qua, sẵn ngừa mà chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va như Chúa tôi đã phán dặn. Vậy, Môi-se về phần các người đó truyền lệnh cho Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, cho Giô-suê con trai Nun và cho các quan trưởng của những chi phái dân Israel mà rằng: Nếu con cháu Gác và con cháu Ru-bên cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh với các ngươi đặng chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va,
và nếu sứ phục các ngươi, thì các ngươi phải ban cho họ xứ Gala-át làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm binh khí mà đi ngang qua với các ngươi, thì họ sẽ có sản nghiệp giữa các ngươi trong xứ Canaan. Con cháu Gác và con cháu Ruben thưa rằng: Chúng tôi sẽ làm điều chi mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng kẻ tôi tớ ông? Chúng tôi sẽ cầm binh khí đi qua trong xứ Canaan trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ lãnh sản nghiệp mình về phía bên này sông Giô-đanh. Ấy vậy, Môi-se ban cho con cháu Gác, con cháu Ruben và phân nửa chi phái Manasse là con trai của Joseph, nước của Si-hôn, vua dân Amorit, và nước của Óc, vua xứ Ba-san, tức là ban xứ với những thành nó và các thành địa hạt ở chung quanh. Con cháu Gác bèn xây cất Dibon, Atarot, Aroe, Akrot, Sophan, Ya-e-se, Yobeha, Bet-Nimra và Bet-Haran là những thành kiên cố, cũng dựng chuồng cho bầy súc vật nữa. Con cháu Ruben xây cất Hetbon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Ba-an-me-on. Tên các thành này bị đổi và Shipma, rồi đặt tên cho các thành nào mình xây cất. Con cháu Maki là con trai Manasse đi vào chiếm xứ Gala-át và đuổi người Amorit ở trong đó ra. Vậy, Môi-se ban xứ Gala-át cho Maki là con trai Manasse và người ở tại đó. Jair-ơ là con trai Manasse đi chiếm các thôn dân Amorit, đặt tên là thôn Jair-ơ. Nô-bách đi lấy thành Kê-nát với các thành địa hạt, đặt tên là Nô-bách theo chính danh mình. Chương 33. Này là các nơi đóng trại của dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập, tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va, chép sự hành trình của dân chúng tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, này là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ. Ngày rằm tháng giêng, tức ngày sau lễ vượt qua, dân Israel ra đi từ Ramse cách dạng dĩ, có mắt của hết thảy người Ai Cập thấy. Người Ai Cập chôn những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã hành hạ giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng. Đức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó. Dân Israel đi từ Ramse đến đóng trại tại Sukkot, rồi đi từ Sukkot đến đóng trại tại Etam ở cuối đồng vắng. Kế đó, đi từ Etam vòng về hướng Phi-ha-hi-rốt, đối ngang cùng ba anh Sê-phôn và đóng trại trước Mít-đôn. Dân Israel bỏ Phi-ha-hi-rốt đi qua giữa biển về hướng đồng vắng, đi 3 ngày đường ngang đồng vắng Etam, rồi đóng trại tại Mara. Đoạn đi từ Mara đến Elim, và tại Elim có 12 cái suối và 70 cây chà là, bèn đóng trại tại đó. Dân sự đi từ Elim và đóng trại gần biển đỏ. Đoạn đi từ biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Shin. Đi từ đồng vắng Shin và đóng trại tại Đáp Ca. Đi từ Đáp Ca và đóng trại tại A-lúc. Đi từ A-lúc và đóng trại tại Rephidim, là nơi không có nước cho dân sự uống. Dân Israel đi từ Rephidim và đóng trại trong đồng vắng Sinai. Kế đó, đi từ đồng vắng Sinai và đóng trại tại Kibroth Hathava. Đi từ Kibroth Hathava và đóng trại tại Hacerot. Đoạn đi từ Hacerot và đóng trại tại Ritma. Đi từ Ritma và đóng trại tại Rimon Pheret. Đi từ Rimon Pheret và đóng trại tại Libna. Đi từ Libna và đóng trại tại Risha. Kế đó đi từ Risha và đóng trại tại Kehelatha. Đi từ Kehelatha đóng trại tại núi Shephe. Đi từ núi Shephe và đóng trại tại Harada. Đi từ Harada và đóng trại tại Mác-hê-lốt. Đoạn đi từ Mác-hê-lốt và đóng trại tại Ta Hát. Đi từ Ta Hát và đóng trại tại Ta Rách.
đi từ Tarat và đóng trại tại Midga, đi từ Midga và đóng trại tại Hatmona, đi từ Hatmona và đóng trại tại Moserot, đi từ Moserot và đóng trại tại Bene Yakan, đi từ Bene Yakan và đóng trại tại Hogigat, đi từ Hogigat và đóng trại tại Yotbatha, đi từ Yotbatha và đóng trại tại Abrona, đoạn đi từ Abrona và đóng trại tại Esion Gebe, đi từ Esion Gebe và đóng trại tại đồng vắng Sin, nghĩa là tại Kade, kế đó đi từ Kade và đóng trại tại núi Horơ ở chót đầu xứ Edom. Aaron, thầy tế lễ, theo mạng Đức Giê-hô-va lên trên núi Horơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mùng 1 tháng 5, năm thứ 40, sau khi dân Israel đã ra khỏi xứ Ai Cập. Khi Aaron qua đời trên núi Horơ, người đã được 123 tuổi. Bây giờ, vua Arad là người Canaan ở miền nam xứ Canaan, hay rằng dân Israel đến. Dân Israel đi từ núi Horơ và đóng trại tại Samona, đi từ Samona và đóng trại tại Phunôn, đi từ Phunôn và đóng trại tại Obot, kế đó đi từ Obot và đóng trại tại Iye-Abarim trên bờ cõi Moab, đi từ Iye-Abarim và đóng trại tại Dibon-Gad, đi từ Dibon-Gad và đóng trại tại Anmon Diblathaim, kế ấy đi từ Anmon Diblathaim và đóng trại tại núi Abarim trước Nebo, đi từ núi Abarim và đóng trại tại đồng bằng Moab gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho. Dân Israel đóng trại gần sông Giô-đanh từ Bết-Giê-si-mốt chí A-ben-si-tim trong đồng Moab. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê trong đồng Moab gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho mà rằng: Hãy truyền cùng dân Israel mà rằng, khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Canaan rồi, thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó, vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp. Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, còn hễ ai số ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được. Phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra. Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như gai trong con mắt và như chông nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Rồi xảy đến, ta sẽ hành hại các ngươi, khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy. Chương 34. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền điều này cho dân Israel mà rằng, các ngươi sẽ vào xứ Canaan đặng lãnh xứ làm sản nghiệp, tức là xứ Canaan khắp bốn bề. Miền Nam sẽ thuộc về các ngươi, từ đồng vắng Sin chạy dài theo Edom. Ấy vậy, giới hạn của các ngươi về phía Nam sẽ chạy từ đầu biển Mặn về bên hướng Đông. Giới hạn này chạy vòng phía Nam của núi Ạc-Rabbim, đi ngang về hướng Sin và giáp phía Nam Kade-Banea, đoạn chạy qua Hát-Sa-Ác-Đa và đi ngang hướng Ác-Môn. Từ Ác-Môn, giới hạn chạy vòng về lối suối Ai-Cập-Tô và giáp biển. Còn về giới hạn phía Tây, thì các ngươi sẽ có biển lớn dùng làm hạn, ấy sẽ là giới hạn về phía Tây. Này là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Từ biển lớn, các ngươi sẽ chấm núi Hô-rơ làm hạn. Từ núi Hô-rơ, các ngươi sẽ chấm tại đầu Ha-mát làm hạn. Rồi giới hạn sẽ giáp tại Sê-đát. Giới hạn sẽ chạy về hướng Xíp-rôn và ăn cuối Hát-sa-ê-nan. Đó là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Phía Đông, các ngươi sẽ chấm ranh mình từ Hát-sa-ê-nan tới Sê-pham, rồi chạy từ Sê-pham xuống
đến Ribla về hướng đông của Ain, đoạn chạy xuống và giáp gành biển Kinneret về phía đông. Rốt lại, giới hạn sẽ chạy xuống về phía sông Jordan và giáp biển mặn. Đó là xứ các ngươi sẽ có, cùng các giới hạn nó xung quanh vậy. Môi-se bèn truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng: ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra, mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn cho 9 chi phái và phân nửa của một chi phái. Vì chi phái con cháu Ruben tùy theo tông tộc mình, và chi phái con cháu Gác tùy theo tông tộc mình, cùng phân nửa chi phái Manase đã lãnh phần sản nghiệp mình rồi. Hai chi phái và nửa chi phái này đã nhận lãnh sản nghiệp mình ở phía bên kia sông Giô-đanh, đối ngang Jericho về hướng đông, tức về phía mặt trời mọc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: đây là tên những người sẽ đứng chia xứ: Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và Giô-suê con trai Nun. Các ngươi cũng phải cứ mỗi chi phái chọn một quan trưởng đặng chia xứ ra. Đây là tên các người đó: về chi phái Giu-đa, Ca-lép con trai Giê-phu-nê; về chi phái con cháu Si-mê-ôn, Sê-mu-ên con trai A-hi-mút; về chi phái Bên-gia-min, Ê-li-đác con trai Kít-lon; về chi phái con cháu Đan, một quan trưởng tên là Bu-ki con trai Dốc-li; về con cháu Giô-sép; về chi phái con cháu Ma-na-sê, một quan trưởng tên là Ha-ni-ên con trai Ê-phát; và về chi phái con cháu Ê-phra-im, một quan trưởng tên là Kê-mu-ên con trai Síp-tan; về chi phái con cháu Sa-bu-lôn, một quan trưởng tên là Ê-lít-sa-phan con trai Phát-nát; về chi phái con cháu Isaka, một quan trưởng tên là Pha-ti-ên con trai A-sang; về chi phái con cháu A-xe, một quan trưởng tên là A-hi-hút con trai Xe-lu-mi; và về chi phái con cháu Nep-ta-li, một quan trưởng tên là Phê-đa-ên con trai A-mi-hút. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản nghiệp cho dân Israel trong xứ Ca-na-an. Thi Thiên 54. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe các lời của miệng tôi. Vì người lạ giấy nghịch cùng tôi, người hung bạo tìm hại mạng sống tôi, chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. Này, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là đấng nâng đỡ linh hồn tôi. Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi, xin hãy diệt chúng nó đi tùy sự chân thật Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân, mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Chương 32. Năm thứ 10 về đời vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi. Ấy là năm thứ 18 về đời vua Nebuchadnezzar. Bây giờ đạo binh của vua Babylon vây thành Jerusalem, còn tiên tri Giê-rê-mi thì đã bị giam nơi hành lang lính canh trong cung vua Giu-đa. Vì Sê-đê-kia vua Giu-đa đã giam người nói rằng: làm sao ngươi nói tiên tri rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Sê-đê-kia vua Giu-đa sẽ chẳng tránh khỏi tay người canh đê, nhưng chắc sẽ bị nộp trong tay vua Babylon, sẽ nói cùng vua ấy miệng đối miệng, mắt nhìn mắt. Vua ấy sẽ bắt Sê-đê-kia về Babylon, người sẽ ở đó cho đến chừng nào ta thăm viếng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy: các ngươi dầu đánh với người canh đê sẽ chẳng được may mắn. Giê-rê-mi nói: có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng: này, Hanamê-ên con trai Sa-lum chú ngươi sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: hãy mua ruộng của ta tại Anatot, vì ngươi có phép chuộc để mua lấy. Hanamê-ên con trai chú tôi bèn theo lời Đức Giê-hô-va đến thăm tôi trong hành lang lính canh và nói rằng: ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở Anatot trong đất Benjamin, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình.
Bây giờ tôi nhìn biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Vậy tôi mua ruộng ở Anatot của Hanameen con trai chú tôi, và tôi cân 17 siếc lơ bạc cho người. Tôi viết khế và niêm phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân. Tôi liền lấy tờ khế bán, cả khế đã niêm phong theo lề luật và thói tục, và khế để ngỏ nữa. Tôi trao khế mua cho Baruch, con trai Neria, cháu Maaseya, trước mặt Hanameen con trai chú tôi, và trước mặt những kẻ làm chứng có ký tên vào khế nữa, cũng ở trước mặt mọi người Juda đang ngồi trong hành lang lính canh. Đoạn tại trước mặt họ, tôi dặn Baruch rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy lấy những tờ khế này, khế mua niêm phong và khế để ngõ, và để trong một cái bình đất, đặng những tờ khế ấy còn được lâu ngày. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Người ta sẽ còn mua nhà, ruộng và vườn nho trong đất này. Khi tôi đã trao tờ khế mua cho Baruch con trai Neria, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là Đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mưu mô Ngài lớn lao và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm. Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ai Cập cho đến ngày nay, trong Israel cũng như trong những người khác. Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có. Ngài đã dùng dấu lạ sự lạ, tay mạnh và cánh tay giơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Israel mình ra khỏi đất Ai Cập. Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Này, những đồn lũy, chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó. Vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch, nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và này, Ngài thấy. Hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng: Hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng. Mà kìa, thành đã nộp trong tay người canh đê. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi như vậy: Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó thành này vào tay người canh đê, vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Những người canh đê đang đánh thành này thì sẽ đến, đặt lửa và đốt đi, đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho ba anh tại trên mái và làm lễ quán cho các thần khác, đặng chọc giận ta. Vả con cái Israel và con cái Juda từ thuở còn trẻ chỉ làm điều dữ trước mặt ta, vì con cái Israel chỉ lấy việc làm của tay mình mà chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thành này đã làm cớ cho ta giận và tức từ ngày đã xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta, vì cớ mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Juda đã làm đặng chọc giận ta. Chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lễ, kẻ tiên tri chúng nó, người Juda và dân cư Jerusalem nữa, chúng nó không xây mặt lại ta, trở xây lưng lại. Dầu ta đã dạy chúng nó, dậy sớm mà răng bảo, nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ. Chúng nó đã để những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bởi danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh trong nơi trũng con trai Hinom, khiến con trai con gái mình qua lửa,
dâng cho Moloch là điều ta không truyền dạy. Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Judah phạm tội. Nên bây giờ về thành này mà các ngươi nói rằng nó đã phó trong tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Đức Giê-hô-va phán: Như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa. Người ta sẽ mua ruộng trong đất này, mà các ngươi nói rằng ấy là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người canh đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng. Trong đất Benjamin và chung quanh Jerusalem, trong các thành Juda và trong các thành miền núi, trong các thành đồng bằng và các thành phương Nam. Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.